Hóa ra lại vào cái chỗ bàn phím này lại vào được. Đấy, chọn đây, chọn bàn phím, kích vào HTC. Đây lấy led được. Mũi tên này mũi tên hiểm độc. Chuyển xuống này. Đó, thông tin quyền mở kích vào đây. Đây. Kích vào cái chữ linh tinh này, ấn vào cái này. Khi ra đây rồi thì làm tiếp theo mở mạng. Chôm kỳ quay xóa đi chôm chờ ho đây chôm mày rồi tiếp tục và để sáu và rồi enter
Vâng.